Để mình giới thiệu cho các anh em về một cái mẫu mạch hai kênh ha, mạch hai kênh HI810B DSP lập trình chống hú ha. Đây thì đây là hai kênh riêng biệt trong qua mặt đây, hai kênh riêng biệt hai IC HI810B ở đây hai kênh. Thì đối với cái mẫu mạch này thì cho phép mình sử dụng 2 tắc đôi hoặc là 2,5 tắc đôi. Ở đây mình đang test trên 2,5 tắc đôi ha. Đây, hai kênh riêng biệt lắp nhôm ly dễ dàng ha, mình nó quy cấp vô cho bo mạch ha. Thì đối với cái mẫu bo này thì nó có hai cổng mic và một cổng guitar. Có công tắc đèn led ha. Ok, đây là dạng mẫu mạch hai kênh HI loại mới ha, 2023. Loại mới nó khác biệt so với mẫu cũ trước á, là nó có lập trình DSP chống hú. Thì mình sẽ test cái tiếng echo lập trình cho các anh em xem. Thì đây đang test trên cái bộ micro VHF mẫu xịn này ha. Thì đối với cái mẫu mic VHF mẫu xịn này nó cho tiếng rất là tuyệt vời, mình sẽ test cho các anh em xem. Tần số đây là 268.35MHz đến 269.35MHz ha. Đây, cặp micro màu vàng, mic ca nhẹ hay mic xịn cho dòng mic VHF ha, được xem là xịn nhất đó. Mình test tiếng micro cho các em xem ha. Ok, 4, 5, 6, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì đối với cái dòng echo mà lập trình ha, cái tiếng ra nó mượt hơn, mềm hơn rất nhiều so với IC2B BT2399 ha. Mình test lại cái này xem. 1 2 3 4 5 5 6 5 6 7 8 9 9 1 2 3 4 5 6 6. Cao nó mượt, nó có tiếng của nó, các anh em nếu mà để ý là gần tiếng thì vượt luôn ha, nếu nghe kỹ để ý là gần tiếng thì vượt luôn. 1 2 5 6 7 8 9 1 2 6. Ok, đối với cái mẫu mạch này sử dụng IC HI ha, 60W mỗi kênh. Thì đây mình test cho các anh em xem có phải là công suất thật hay không ha. Quấn trên 2 cái bát 2,5 tấc ha. Đánh chắc tiếng luôn cho các anh em xem luôn. Đây, lực đập ha, và thứ cái chất âm ha hay không ha, lực đập thôi. Không đi tìm người yêu
thương đâu anh. Em không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu anh. Anh không đi tìm người yêu nhân phất mi miêu. Ok. Rồi bây giờ mình test cái phần tiếng micro ha. Cái này